tương đồng hay không, hay là mỗi một bộ phim nó có một cái thể loại khác nhau. Lê Hải, dòng phim của Lê Hải là dòng phim hành động luôn, nhưng mà lại một cái câu chuyện khác và nó xảy ra một bối cảnh khác, bởi vậy nó hoàn toàn khác nhau. Anh ơi, tối nay có tin của anh Lâm Lâm qua trời á, anh nhờ anh chia sẻ một xíu kỷ niệm. Ok, để xong cái này ha, đã ok rồi. Ok. Anh và Vân Quang Long có thể nói là anh em chơi quá thân rồi, bởi vì anh em đã đứng chung trên sân khấu là mười mấy năm. Không phải riêng về cái thời gian đứng trên sân khấu mà ngay cả chơi thân ở ngoài đời nữa. Có những anh em nghệ sĩ có thể nói là mình chỉ gặp nhau ở tụ điểm sân khấu rồi khi mà về thì mạnh ai nấy về và không có thời gian khăng khít. Nhưng đối với Vân Quang Long thì có thể nói là một người em chơi rất thân ở ngoài đời, có thể nói là ăn uống, có thể nói là nhậu uống cà phê, và đặc biệt là hai anh em chơi chung trong một câu lạc bộ bóng đá chân tình cả hơn một chục năm đó. Thì hồi lúc hồi chiều mà trước khi đến đây để xem ra mắt bộ phim, Lê Hải rất là bàng hoàng khi mà có một đứa em nó điện thoại nó báo là không có tin, giống như đợt trước mà anh Chí Tài vậy đó. Và bây giờ còn bàng hoàng hơn nữa, bởi vì bạn Long còn quá trẻ và mới thời gian gần đây mấy anh em vẫn liên lạc với nhau, thì mình hay lên đó xong xuôi là mình sẽ điện thoại hỏi khắp một vòng những anh em thân thuộc nhất, thì trong đó có một người rất là thân với vợ của Long ở bên đây, thì lúc đó Lý Hạnh mới dám tin. Và một tin phải nói quá bàng hoàng, mình không biết nói như thế nào. Đây là một giống như một cái người thân, một đứa em trong nghề của mình vậy đó. Mình chỉ biết là bây giờ chỉ có chia sẻ cái nỗi đau này thôi, và mong rằng là em sẽ, mong là bạn sẽ bình yên ở dưới, không biết nói gì đâu.